Hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay bị delay tức chậm giờ từ đầu năm 2023 đến nay là do máy bay về muộn và do hãng hàng không, theo nhà chức trách hàng không Việt Nam. Đó là thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam sau khi tổng hợp từ các báo cáo của các cảng vụ hàng không trên toàn quốc. Trong 9 tháng năm 2023, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 221.197 chuyến bay. Trong đó, 3 hãng khai thác nhiều chuyến bay nhất là Vietjet Air với 83.933 chuyến, Vietnam Airlines 79.234 chuyến, Bamboo Airways 32.538 chuyến. Các hãng còn lại, Pacific Airlines khai thác 16.245 chuyến, Vasco 4.734 chuyến, Vietravel 4.513 chuyến là hãng có số chuyến bay ít nhất. Trong số chuyến bay các hãng hàng không Việt Nam khai thác có 187.970 chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ 85%, có 33.227 chuyến bị chậm giờ, chiếm tỷ lệ 15%. Trong các hãng hàng không Việt Nam, tính chung trong 9 tháng đầu năm, Vietjet Air đứng đầu về chuyến bay bị chậm giờ, cả về số chuyến bay chậm và tỷ lệ chuyến bay bị chậm 19,7%. Hãng bay có tỷ lệ chuyến bay delay nhiều thứ hai là Pacific Airlines với 2.559 chuyến bay, chiếm tỷ lệ 15,8% hãng khai thác. Vietnam Airlines có 10.671 chuyến chậm, chiếm 13,5% số chuyến bay mà hãng thực hiện. Vietravel Airlines có 581 chuyến chậm, chiếm 12,9% tổng số chuyến bay của hãng. Vasco có 428 chuyến chậm, chiếm 9% số chuyến bay hãng thực hiện. Bamboo Airways là hãng hàng không có tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ cao nhất toàn ngành trong 9 tháng, chiếm 92,4% số chuyến bay hãng khai thác. Hãng hàng không này có 7,6% chuyến bay chậm giờ. Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay bị delay trong 9 tháng là do máy bay về muộn, 5.622 chuyến bay góp 9,4% trong 15% số chuyến bay chậm giờ và do các hãng hàng không góp 3,2%. Cũng trong 9 tháng, có 715 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,3% tổng số chuyến bay. Nguyên nhân chủ yếu buộc các hãng phải hủy các chuyến bay là lý do thương mại, khai thác, thời tiết, kỹ thuật và lý do khác.